Tôi đang quay đây. Chào mọi người nha. Nay mình đi làm về, nghe ông anh giới thiệu đi chài bắt được con cá rất là lạ. Nên mình ở đây mình quay cho cả nhà xem coi cá là cái gì. Đây. Cái anh này ảnh bắt ra. Cá này bắt ở sông đâu vậy? Sông nào? Sông An Sơn. Sông An Sơn hả? À? Đi chài hả? Là trong lưới. Lú. Lú à. Đây mọi người coi cá này. Quá to luôn, rộng rộng mấy ngày nữa mà nó còn sống không nha. Đây mọi người thấy cá là bự nè. Quay này màn hình nó trong hơn. Cá hơn ký nhiều. Cái này ký mấy nè, trắng tươi nè. Cắt cái đầu lên. Đem cá kia đang cặp nội. Còn con nữa hả? Con kia đang cui à. Con mẹ không có được, có được con cái nữa trời. À, mọi người thấy con cá này nè. Cái này không ngày có tính đem đi bán không? Cá này tính có người mang tới đấu giá rồi nhưng mà đấu giá không thành. Đang đi đấu giá hả? À? Tôi chủ yếu đến đây là đấu giá con cá này. Nhưng mà chủ nhà đưa ra giá cũng rất là hợp lý. Cho con cá này là tầm 5 triệu mức khởi điểm. 5 triệu đồng tiền Việt Nam nhá. 5 triệu Việt Nam đồng. Nhưng mà tôi đã trả con này 7 triệu rồi. Bo luôn 2 triệu. Anh em ai đấu hơn thì đến tặng luôn cái sau. Cái này cũng ký mấy à? Ừ. Nó rộng mấy ngày mà nó còn khỏe. Lâu lắm. Ừ, cái này cũng mập. Em ơi gần cho mọi người thấy nha. Ảnh tôi trời. Trời tối. Sáng nghèo ơi. Đây là tối nè. Ok, để quay đổi camera lại cho hay có đèn led cho mọi người thấy cho rõ. Đây. Cá màu vàng ẻo nha mọi người. Cá là nhìn giống cá chê nhưng mà không biết nó bị lai hay sao mà nó vàng quá trời nè. Màu vàng cái này màu hồng hồng. Chứ không phải vàng như cái tia vàng. Cầm thử. Cầm thử lên cho mọi người coi. Dọn mấy bữa rồi nó khỏe. Cá này khoảng ký mấy không? Cầm thử ước luôn khoảng ký 2, ký 3 nha. Còn là trên ký. Thì trên ký rồi, ký 2, ký 3. Cái này là không phải như mà cá chê trắng mình đã làm được mấy cái lẩu luôn á. Ở đâu cái này nó do bị ảnh hưởng nguồn nước hay sao á, hay là cái giống nó gì? Con này là báo cáo nha, con này nó bị nhiễm chất độc màu da cam. Con này nó hóa ra con này là màu da cam, nó bị nhiễm độc đấy. Này da hồng với da cam gì? Này gọi là con gì? Để chụp hình. Tối quá rồi nè, quay hướng. Đó, ok đó. Đây rồi nè. Này kêu bằng con thủy quái hả? Đây chủ nhân của con cá ra mình phỏng vấn vài câu nha mọi người. Anh ấy cho coi cá mà anh ấy nhiệt tình, anh loại anh nấu nước trà rồi cho uống luôn. Trong này còn nữa hả? Còn, đen kia cái kia này có phi. Có phi, này có phi hả? Phi là 2 kg á. Còn 4 kg. À, thường bắt dính được mấy cá giống vậy không vậy? Thả hết hả? Bữa rồi con. Cái này chắc nó phóng sinh hả?
Bữa đi chùa bên chùa Phước Hải bên thành phố đó, cũng gặp cái hồ lớn người ta nuôi mấy con này, mấy con này là người ta đem gửi vào chùa hết rồi. Không đi chùa gặp người ta nuôi con này nè, tại em do cái thao bưng bưng ra ngoài sáng coi thứ cái thằng đó đi ra ngoài sáng cho anh em nhìn rõ một tí. Đây rất là lạ, chưa nghe sờ đầu luôn mọi người. Mọi người thấy không, rất là khỏe luôn, gặp mấy bữa mà còn khỏe, đang đợi người ta thương lái đến coi. Đây nhìn thấy rất là rõ, con này cũng trọng ạ, à, trên ký này. Còn mấy bữa mà còn khỏe vậy này, đừng nói bắt ngoài này nha, ngoài này cũng có cá nữa nè. Này có lục bình quá trời nè, ngày chắc còn đêm nghe ếch kêu rồi dữ lắm. Nó có mấy cái nhà là cao cao đó mọi người, ok, video hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Anh em biết con cá này tên gì là mọi người comment bên dưới để mình biết tên mình gọi nha. Hơi nắng quá mọi người, hôm nay qua phơi đồ nhiều quá. Mọi người thấy hay và nhớ like và share ủng hộ kênh Nông Dân TV của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp các bạn những video tiếp theo của mình nha. Chào mọi người.